Thưa quý vị và các bạn, cuối năm là mùa của lễ hội và tiệc tùng sôi động. Và mới đây, thành phố nhỏ Mina tại Uruguay đã tổ chức bữa tiệc thịt nướng khổng lồ, phá vỡ kỷ lục thế giới về bữa tiệc thịt nướng lớn nhất trên thế giới. Hơn 150 đầu bếp trên khắp Uruguay đã tập hợp tại công viên Roda, thành phố Minas để cùng nhau tổ chức bữa tiệc thịt nướng lớn nhất hành tinh. Họ sử dụng gần 60 tấn gỗ để nướng 16 tấn 510kg thịt bò và chuẩn bị gần 8 tấn salad. Tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới cho biết lượng thịt sau khi nướng nặng 10 tấn 360kg. Ước tính, các đầu bếp đã chế biến 35.000 suất ăn chia cho người tham dự. Bữa tiệc này đã xô đổ kỷ lục bữa tiệc nướng lớn nhất thế giới với 9 tấn 160kg thịt của Argentina hồi năm 2008.